Chào các em, tiếp tục với chủ đề 5 toán học trong Scrap, giúp cô giải bài toán này nhé. Viết chương trình thực hiện phép tính cộng trừ của hai số được nhập từ bàn phím. Với bàn toán này, ta có input là số 1 và số 2, output là tổng hiệu của hai số. Đầu tiên cho phép người sử dụng nhập vào số 1, dùng khối lệnh ask and wait. Sau khi nhập xong rồi thì dữ liệu mới được nhập vào được lưu ở đâu? Ở answer. Cô cho answer hiển thị lên sân khấu để tiện theo dõi giá trị của người sử dụng mới nhập vào nhé. Thực thi khối lệnh này, ta thấy được giá trị đầu tiên của người sử dụng trên nền sân khấu. Vậy theo logic thì ta lại thêm lệnh nhập số thứ hai tương tự như số thứ nhất. Và để cộng hai số này thì ta sử dụng câu lệnh cộng trong nhóm operators. Cô thực thi cộng hai số xem kết quả như thế nào nhé. Ồ, kết quả chưa chính xác. Tại sao nhỉ? Cô đợi một phút cho các bạn có câu trả lời của mình nhé. Vậy là ai cũng có câu trả lời riêng của mình rồi phải không? Câu trả lời của cô là sử dụng lệnh ask and wait cộng với answer chỉ lưu được một giá trị mà người sử dụng nhập lần cuối cùng. Vậy để lưu được từ hai giá trị trở lên ta phải sử dụng biến. Vậy là hôm nay mình sẽ qua bài mới, bài sử dụng biến. Mục tiêu của tuần học này các em cần đạt được đó là tạo biến, thiết lập biến và thay đổi biến. Thế biến là gì? Biến là một giá trị thay đổi được lưu trong bộ nhớ của Scrap. Mỗi biến chỉ lưu một giá trị tại một thời điểm. Giá trị đó có thể là số hoặc là chuỗi. Vậy sử dụng biến để làm gì? Biến được sử dụng bất cứ khi nào một giá trị cần phải lưu trữ. Ví dụ, nếu một dự án yêu cầu người sử dụng nhập tên và sau đó ghi nhớ tên đó thì tên đó sẽ được lưu trong một biến. Vậy cách tạo biến như thế nào gồm 5 bước. Bước thứ nhất, các bạn chọn cho cô nhóm variables. Và bước thứ hai, các bạn nhấn cho cô vào make a variable. Bước thứ ba, các bạn nhập cho cô tên của biến. Tên của biến thì các bạn nhập tùy ý nhưng nhớ phải nhập có ý nghĩa để mình dễ sử dụng hơn. Bước thứ tư, các bạn sẽ quyết định chọn đó là một biến cục bộ hay là biến toàn cục. Vậy biến toàn cục có nghĩa là nó sẽ được đọc và thay đổi bởi bất kỳ nhân vật hay sân khấu nào. Còn biến cục bộ là biến chỉ được đọc và thay đổi bởi chính nhân vật và sân khấu được chỉ định đó thôi. Và bước cuối cùng các bạn sẽ nhấn OK. Vậy là các bạn đã tạo được một biến. Rồi cô sẽ thực hiện tạo một biến nhé. Cô tạo biến này có tên là số 1. Rồi, cô thêm một biến nữa đó là số 2. Và hai biến cô đều chọn đó là biến toàn cục. Biến có 3 kiểu hiển thị. Tùy vào mỗi dự án, chúng ta lựa chọn kiểu hiển thị nào cho phù hợp. Và riêng kiểu cuối cùng là kiểu slider có thể thay đổi được giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc bằng việc các bạn nhấn vào change line range. Bây giờ cô sẽ thực hiện để các bạn theo dõi nhé. Rồi, với bài toán ban đầu đưa ra, cô muốn kết quả cũng được hiển thị lên màn hình thì cô sẽ tạo một biến nữa. Rồi, biến này cô ghi tắt là KQ, nghĩa là kết quả, rồi cũng là biến toàn cục luôn. Rồi cô nhấn OK. Cô nhấn chuột phải vào số 1, cô chọn là normal Read out. Rồi vậy là hiển thị mặc nhiên khi bạn muốn hiển thị một biến nào đó đã tạo ra thì nó sẽ ở kiểu đầu tiên. Rồi kiểu thứ hai nhé, cô nhấn chuột phải vào biến số 2 và cô chọn là larger read out. Rồi thì là các bạn thấy không có
tên biến nữa mà chỉ là giá trị của nó thôi, đúng không nào? Rồi bây giờ ở kết quả, cô nhấn chuột phải vào phần kết quả và cô chọn slider. Rồi các bạn thấy đó, slider ở đây này, cô có thể trượt thanh trượt, giá trị của nó sẽ thay đổi theo cái mình trượt. Được chưa? Vậy thì các bạn muốn thay đổi cho cái giá trị của cái kiểu hiển thị này ở ban đầu là như thế nào và cuối cùng là như thế nào, bạn có thể nhấn chuột phải vào đây và bạn chọn cho cô Change Slider Range. Rồi, ở đây này, Max, Min, giá trị đầu tiên của nó là bao nhiêu, giá trị cuối cùng của nó là bao nhiêu. Ví dụ như cô có thể thay đổi là giá trị đầu tiên của nó là 50 và giá trị cuối cùng của nó sẽ là 100, rồi cô nhấn OK nhé. Rồi các bạn thấy này, rồi ban đầu là 50 và cuối cùng là 100, đúng không nào? Rồi muốn thay đổi như thế nào là tùy các bạn nhé. Rồi đó là cách hiển thị của biến ở trên màn hình sân khấu. Rồi các bạn muốn ẩn hiện thì các bạn có thể nhấn nút này này. Rồi cô ẩn hiện đây nhé. Cô muốn ẩn kết quả đi khỏi sân khấu này. Rồi và các bạn có thể dùng lệnh nữa này. Lệnh này nó sẽ lưu động hơn đối với lại cái việc các bạn lập trình, thì các bạn có thể là show là hiện và hay là ẩn thế nào. Rồi bây giờ cô muốn ẩn cái biến số 1 đi thì cô chọn vào đây và cô chọn tham số là số 1 và cô nhấn nhá. Đến là sau này hiện này, còn cô muốn ẩn này. Rồi cô ẩn đi. Rồi các bạn thấy trên sân khấu còn không? Không còn, đúng không? Cô muốn hiện này. Được chưa nào? Rồi. Qua phần thiết lập biến, ta sử dụng câu lệnh là set to. Câu lệnh này có ý nghĩa là đặt biến được chỉ định thành mục giá trị đã cho, tức là các bạn sẽ gán mục giá trị mặc định cho nó như thế nào. Rồi nó được sử dụng khi một dự án được bắt đầu. Mục số biến phải được đặt lại để dự án hoạt động chính xác hơn. Cô sẽ làm ví dụ sau để các bạn thấy rõ vấn đề này nhé. Ví dụ như là điểm số, mức độ hiện tại, tức là các bạn muốn có điểm số đầu tiên xuất phát là bao nhiêu và cái trò chơi game của các bạn á, là các bạn sẽ bắt đầu từ mức độ 1 hay là mức độ thứ N. Trong cái lệnh này các bạn sẽ có hai thông số để lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là các bạn phải thay my variable bằng mục cái tên biến bạn muốn gán cho nó. Cái thứ hai đó là bạn cần phải gõ cho nó ở sau tua, gõ một số, một chuỗi hay là chính là câu trả lời của người sử dụng. Gõ từ bàn phím đó chính là answer. Rồi qua phần thay đổi biến, thay đổi biến các bạn sử dụng lệnh là change by. Rồi change by có ý nghĩa là thay đổi biến được chỉ định bằng một lượng nhất định, tức là mình sẽ thay đổi cho nó một lượng phù hợp với cái bài toán của mình. Và nếu biến là một chuỗi thì cái biến đó được đặt thành chuỗi chỉ định, tức là nó lại trở về với là set to. Rồi và các bạn sử dụng khi mà các bạn muốn thay đổi điểm số của trò chơi. Nhân vật này đã đụng vào nhân vật kia thì sẽ được thắng là bao nhiêu, hoặc là người chơi đã vượt qua được cái mức nào đó thì cái điểm số nó sẽ đi lên, đúng không? Và có thể là thay đổi cấp độ, thay đổi tốc độ. Được chưa? Tốc độ của xe càng ngày càng tăng lên, thay đổi của cấp độ, tốc độ của bạn đã đạt đến điểm này thì các bạn sẽ lên được cái cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba, vân vân. Và các bạn cũng có hai tham số để thay đổi cho nó. Tham số thứ nhất đó là các bạn phải thay cho cô là my variable bằng một biến cụ thể nào đó các bạn cũng thay đổi. Và cái thứ hai các bạn cũng tương tự như đối với set thì các bạn phải gõ vào đó một số hay là một chuỗi, hoặc là cái chính là cái thông số người sử dụng nhập vào từ bàn phím. Rồi đó là về phần lý thuyết